Đừng vào nhà mày. Đừng vào nhà mày. Ui. À vào rồi các bạn ơi. Con này to. Đóng rồi nhà mày. Ui con này to nhà mày. Ui 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 ui. Đóng rồi nhà mày. Ui con này to nhà mày. Ui 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 ui. Con này to này to nhà mày. Bỏ ra nhà mày. Kéo nó vào kia mất. Bỏ ra. Ui ui bỏ ra nhà mày. Còn gì vậy? Chấm đen anh em ơi. Hello, xin chào lắm, chào anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Viết Sinh nhá. Thì rất nhiều anh em hỏi em cái vấn đề về cân phao đánh lục các bạn. Thì trước em cũng có một cái video rồi, cái đây đã khoảng 2 năm rồi, hướng dẫn về cân phao đánh lục. Đợt này rất nhiều anh em mới vào chơi rất quan tâm, muốn hỏi cái vấn đề về cân phao. Thì thật ra đánh lục cân phao nó là cái gì đó cực kỳ đơn giản anh em ạ. Nó đơn giản hơn cân phao này rất là nhiều. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác nhé. Đơn giản như thế này các bác này. Cái phao lục ấy, anh em cứ cân làm sao mà cái lưỡi nó kéo chìm quả phao là đánh được các bạn. Đấy. Thì hiện tại anh em đều biết tới là sẽ có hai trường hợp cân, đó là cân bành và cân tì. Đó, cái trường hợp bành thì ít người chơi lắm anh em. Trường hợp ấy em thấy cực kỳ ít, mà cái khái niệm về bành rất là mông lung. Rất ít người có thể giải thích một cách nó chỉnh chu về cái khái niệm bành ấy. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác là đầu tiên sẽ là về cái phần đánh tì đi. Đây, mà thật ra đấy là anh em đánh tì nó là hiệu quả nhất đấy các bạn. Trước khi vào cân thì em cũng giải thích các bác như thế này. Trên thị trường nó đang có hai loại lưỡi, đó là lưỡi bành và một loại lưỡi gọi là lưỡi tì. Rồi. Lưỡi bành thì nó sẽ thuộc cái dạng như này các bạn, để các bác nhìn rõ này. À, lưỡi tì, nhầm, lưỡi tì sẽ như thế này, là chì đúc và lưỡi là thân thép, nó sẽ rất là dày. Đó, thân thép nó dày. Đây, có nhìn chưa, chì đúc thân thép dày. Còn lưỡi bành ấy, nó là cái loại gọi lưỡi kim anh ạ. Cái mũi của cái thép của nó rất là mỏng. Và cái tay cước này các bạn này, thứ nhất là thép rất mỏng nhé, hai tay cước cực kỳ mỏng luôn. Đó, thì cái loại đó ấy, anh em sẽ gọi là lưỡi bành. Thì loại đó thì nó có một cái ưu điểm là cá chạm rất dễ đóng. Đấy, con cá đi qua đôi khi nó cũng mắc các bạn. Đấy, con cá đi qua cũng mắc nên rất dễ đóng, thì nhiều người thích câu loại đấy. Nhưng mà cái loại đấy thì lưỡi đánh lại không được bền, bởi vì nó là tay cước mỏng ấy, lại cái thép nó mỏng thì cá nhiều khi con to kéo có thể xoạc ngay. Và đánh vài lần thì là cái cước của nó mà bị oặt cái là bẻ là nhanh hỏng lưỡi. Đấy, mà rất ít người chơi. Còn cái loại tì này thì đa phần anh em vào chơi tì, bởi vì thép dày này, cực cứng này, đánh thì rất là khỏe, bền, bám cá cực kỳ chắc luôn, nuôi thoải mái luôn. Đấy, rất yên tâm. Nên là săn những hàng to thì anh em hay chơi này, mà kể cả là có đánh cá nhỏ thì cũng hay chơi tì, và độ tì nó hiệu quả hơn rất nhiều. Rất nhiều anh em đang từ câu đài sang câu lục thì không biết là nó cân phao như thế nào, thì em sẽ nói các bác như thế này. Cái bản chất của thằng phao lục ấy là cái lưỡi này các bác này cứ kéo chìm được quả phao là đánh được các bác nhá. Chỉ lưỡi kéo chìm được quả phao thôi là đánh được. Còn cái lưỡi mà không kéo chìm quả phao ấy thì lúc đấy thì mới phải cân thôi các bác ạ. Như em đánh đồ cần đấy các bác nhá. Những quả phao này, phao 20 này, phao 18 này, phao 12 này, thì như này các bác này, ba quả phao này gắn vào cái lưỡi. Đây, bình thường các bác như cái thùng của em này nó nông quá nên là em không làm cái dây ninh dài. Chứ bình thường các bác nhé, buộc dây ninh ấy thì các bác phải làm đoạn nó dài tầm như này. Cứ dài hơn quả phao được, cứ dài hơn quả phao để cái lưỡi đỡ mắc vào quả phao là ok các bác nhé. Còn nếu mà nước nó mà nông quá thì các bác có thể làm ngắn hơn phao cũng được, nhưng mà đánh thì nó hãy mắc vào, nó vướng víu thôi. Thì đây là trường hợp nước nó nông đi, thì anh em sẽ có một cái như này, là một hạt chặn ở trên đấy các bác nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy là có một hạt chặn ở trên này để di chuyển phao này, dây ninh ở dưới này mắc vào lưỡi. Đây, dây ninh để mắc lưỡi và hạt chặn mắc vào phao. Và bây giờ anh em ta sẽ mắc một quả phao này. Đấy, nước nó hơi đồng để cho xuống, thả lưỡi xuống. Đấy, nếu mà cái lưỡi có thể kéo chìm được cái quả phao như thế này là đánh được luôn các bác ạ. Đây là đánh được luôn. Nếu chẳng may ấy, mà nước nó sâu quá thì quả phao nó sẽ tụt xuống hẳn như này các bạn, nó sẽ chìm nhìn đến nước luôn đấy. Thì lúc đó thì anh em sẽ nhấc lên, các bác nhấc lên và các bác kéo hạt chặn cho nó cao lên.
Đấy, cứ kéo cao lên. Đấy, làm sao có nhìn chưa? Nó nổi cánh lên, càng kéo thì sẽ càng nổi. Kéo nữa lên. Nó bị mắc dây. Đấy, coi như càng kéo thì quả phao nó sẽ càng nổi lên. Và tới khi nào ấy các bác ơi, tới khi nào mà quả phao nó nổi cách mặt nước, đúng vào cái lụ rồi con này. Đấy, đúng vào cái lụ rồi là chuẩn nhất. Là đánh được luôn. Đấy nha các bác nhá. Và nếu mà khi anh em mà phải cân trì, có nghĩa là khi nào phải cho trì vào cái chân đồng này, là khi mà bản thân cái lưỡi này các bác này nó không kéo được chìm quả phao này. Đây là đồ em, là đồ nhỏ các bạn, có rất nhiều quả phao to. Đấy, đây nó là phao 30, 32 mà anh em đánh bằng cái lưỡi nhỏ, lưỡi 10 hoặc lưỡi 8 ấy, thì chắc chắn là cái lưỡi sẽ không kéo chìm một quả phao to các bạn, không thể kéo chìm một quả phao to đâu. Cái quả phao nó vẫn cứ nổi lênh đênh như này này. Đấy. Mặc dù kể có cho lưỡi thì phao vẫn nổi. Thì lúc đấy anh em mới tháo cái chân đồng ra. Đấy con này. Tháo chân đồng ra, nhét chì vào. Thấy quá hiểu không? Đấy, tháo chân đồng ra, nhét chì vào để làm sao cái lưỡi nó thể kéo chìm được quả phao này. Đấy, xong rồi anh em lại bắt đầu kéo hạt chặn từ từ lên là đánh được các bác ạ. Đấy, còn nguyên lý cá nó đè thì nó sẽ đè, đây có nhìn. Đây cái dây ninh đó này. Đấy, nguyên lý con cá nhá. Nó đi nó sẽ đè vào cái đường trục này con này, cái đường ninh ở bên dưới của mình này. Khi nó đè vào ấy, lập tức quả phao nó sẽ tụt xuống ngay. Đè vào phát thì cái dây này nó sẽ kéo quả phao xuống. Em có hình dung nào? Đây, khi nó đè vào thì phao nó sẽ tụt xuống nước. Dù là anh em mà đánh phao to hay phao bé thì chắc chắn kẻ con cá con nó đè qua các bác cũng nhìn thấy luôn. Kẻ con cá mại bằng một đầu ngón tay mà nó đi đúng vào cái dây trục của bác này, lập tức quả phao của mình nhìn thấy tín hiệu nó nháy luôn. Kẻ quả là phao to 30, 32 hay là phao nhỏ 12 hay là 20, nhìn cái thấy ngay các bác ạ. Anh em nào kiểu mới chơi thì chưa biết, còn đâu là các bác mà cứ chơi nhiều thì nhìn cái hơi mím phao đã biết đã có thể giật được rồi. Nguyên tắc của thằng đánh lục nó là như thế. Còn về phần cân tì hay cân bành thì cái khái niệm nó cực kỳ là mông lung các bác. Nhiều bác ấy thì bảo là cân như này như em vừa nói là tì, còn nhiều bác lại bảo cân kia nó một kiểu khác, nó là bành. Nhưng mà thực ra đấy, cái đánh cân phao này nhiều lúc ấy cân bành nó vẫn tì, mà cân tì nó vẫn bành là chuyện bình thường. Và trường hợp nếu mà anh em cân tì này mà nó bành ấy, thực ra ấy, là đi ấy, con cá ấy, có lúc nó đi ấy, nó đâm chéo cái đường dây lên quả phao nó nhấc được cái lưỡi này bụng lên thì quả phao cũng nổi. Mà có những lúc như con cá chen nó cày dây tăm ở dưới, nó giúp mà cái lưỡi của mình nó bông lên bùn ấy, quả phao vẫn nổi đấy, mà đâm mặc dù là đang là tì. Đấy, hoặc là nhá, con cá mà đi nó mắc luôn vào cái lưỡi con này. Xong rồi nó đi lên, em trường hợp mà em câu cá chim ấy, em bị mấy lần này nó ăn thẳng vào cái lưỡi luôn các bạn. Thì nuôi cho cái lưỡi này nó bành lên, mình giật vẫn dính. Nhưng mà thực ra là đồ mình toàn là đồ tì hết. Còn trường hợp mà nó là lưỡi bành ấy, thật ra nó cũng cần y hệt cái này đi anh em ạ. Lưỡi bành ấy là nó thuộc dạng lưỡi kim. Mà khi con cá nào mà đi vào ấy để nó dính mà nó mắc ấy, xong rồi nó bành lên này, em chỉ kéo nhẹ là dính. Đấy, là cái lưỡi kim các bạn. Lưỡi rất là mỏng. Nhưng mà trường hợp mà anh em mình cứ chờ mà để mà nó đi vào mà mình không giật ấy thì nó ít lắm các bạn, nên đánh bởi sao nó không hiệu quả. Đây, ví dụ cả ngày đó, con cá chỉ lướt qua này mà mình không giật ấy thì là mất. Bây giờ mà để trường hợp mà có con cá mà nó đi qua xong rồi nó dính vào, tự nó đóng vào nôi lên thì trường hợp nó rất là hiếm. Đấy, mà bác nào cứ người thì lại hay chơi kiểu như lưỡi bành để làm sao mà cá đi tự rút vào rồi nó bành lên. Nhưng mà trường hợp đấy khoai lắm anh em ạ. Đấy, mà kể cả có đánh cái bằng cái lưỡi bành lưỡi kim ấy thì cá đè mình vẫn phải trông phao để giật mà. Còn tín hiệu các bác nhá, còn tín hiệu mà khi mà con cá nó đi vào ấy thì dù là phao nhỏ hay là phao to, cá to hay cá bé thì nó đè thì anh em cũng đều nhìn thấy ngay. Kể cả phao to và cá bé đè vẫn lún như bình thường, phao đều tụt hết. Trường hợp làm thế nào mà để mà cá nó đè tín hiệu rõ ràng này và tự nhận biết ý, thì các bác yên tâm là chẳng cần phải làm như thế nào đâu, con cá nó đè thì các bác sẽ nhìn thấy ngay, kể cả là cá to hay cá bé. Nhiều anh em thì cứ nghĩ là cho chì vào chân đồng này để nó nặng thì khi cá đè cái mình dễ nhận biết, nhưng không phải đâu các bác. Nhiều con cá con nó đè qua nó tịch phát mà phao nó nhím xuống phát, xong rồi phao nó nảy ngay ấy,
thì mình nhìn cái mình biết ngay mà, nó rất là dễ nhận biết. Và câu lục thì nó cực kỳ đơn giản anh em ạ, chỉ cần là các bác sao cứ cho cái lưỡi kéo chìm một quả phao, kéo hạt chặn nuôi lên cho quả phao nó nổi đúng cái cánh lên, và khi con cá nó chỉ cần nó cứ đi qua cái dây trục nó đè là anh em mình farm thôi. Và tỷ lệ farm của thằng lục này thì nó đạt chuẩn lắm các bác, đánh rất là nhanh. Em có thể các bác xem video của em rất nhiều ấy, thì trong cái đợt đánh của em ấy là em quay video các bác, em quay video hình ra là nó bị lỡ rất là nhiều. Chứ mà nếu mà để mà em giật á thì nó lượng cá khoảng lên gấp đôi gấp ba thế các bác ạ. Bởi vì khi con cá nó đi qua, có con nó không ăn mồi anh em nhé, có con nó vào nó không ăn mồi, nó đi qua thì nó chỉ trong tích tắc thôi, chỉ trong tích tắc. Thế là mình phải khởi động cái máy này, mình bấm thì nó mất khoảng 3 đến 4 giây thế con cá nó đi qua mất rồi. Thì mà nó hụt rất là tiếc. Các bác mà đi câu đài ấy, mà các bác có thể nhìn thấy những cái phát mà con cá nó không ăn mồi của bác, nó đè đấy, nếu mà đánh lục thì các bác sẽ giật được ngay. Thì anh em mới thấy được cái độ hiệu quả đạt cá của thằng lục. Anh em có thể hình dung ra được cách mà mình cân phao lục chưa? Nó rất là đơn giản và rất là dễ dàng luôn, không có cái gì là khó cả anh em ạ. Nhiều bác thì cứ làm phức tạp hóa vấn đề lên, cân này cân kia các kiểu, nhưng thực ra nó rất là khó hiểu và anh em mới chơi gần như không thể hiểu nổi được ấy. Vì em là thằng cô lục mà nhiều cái video các bác đăng, bác nói mình xem mình thấy nó cũng chả đâu vào đâu cả. Thực chất cái bản chất thằng lục này nó rất đơn giản thôi, nó không có cái gì cả đấy. Còn bây giờ anh em ta đến cái bước là chọn phao lục làm sao giật cho hiệu quả, thì bước này thì cũng là quan trọng này. Đối với lại anh em đánh đầu cần đi, đánh đầu cần thì anh em mình chọn phao như thế nào đánh là hiệu quả nhất. Thì bây giờ nó có cái trường hợp như này các bạn, đánh lâu năm thì các bác sẽ thấy là anh em mình giật thì có nhiều phát đè rất là đẹp mà lại giật trượt, lại không dính cá đấy. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất các bác nha, nguyên đầu tiên này có thể là do là để mở đuôi của phao ra, nó giật trượt đấy, có thể là do con cá mại mương các bạn. Đây các bác nhìn có thể rõ không? Đây con cá mại mương đi thẳng cái dây này có này, mà nhiều con cá bé nó đi vào nó đi đẹp rất là đẹp luôn, nó đi đúng một cái dây, cái đầu nó đi đúng một cái dây này, nó nín một phát chim nghỉm luôn mà giật không dính. Đấy là một là con cá bé nhá, thì cái thân nó rất là bé các bạn, nó đè ở cái dây đinh của mình nó lại dài mà nó đi cũng nước qua giật này nó mất một nhịp đấy. Nên nguyên nhân đấy là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai đó là khi con cá đôi khi con to các bạn, nó đi nó kiểu quẫy mũi đuôi đấy, kiểu nó vẫy một cái đuôi nó chạm vào phát thì phao nhún cũng rất là đẹp. Thế anh em mình bắt đầu mới giặt thì nó đi qua mất rồi đấy. Còn nguyên nhân nữa là do đè cao, nguyên nhân này là nguyên nhân chính các bạn, do đè cao. Có nghĩa là anh em mình đánh mực nước sâu ở 2-3 mét mà nó lại không đè vào gờ, nó không ăn ở sát cái lưỡi các bạn này đấy, nó không ăn sát cái lưỡi mà nó lại đè cao ở trên cách cái lưỡi khoảng 1-2 mét ở bên trên cơ, thấy gọi nó đi được đấy. Thì anh em giặt thì chắc chắn là không thể đóng được, giật phát thì dây nó sẽ hướng về mình mà, thì nó sẽ không thể đóng những con đè cao đấy, dù là cá có to đến mấy. Nếu mà nước sâu mà đè cao chắc chắn là cũng hụt đấy, nguyên nhân cũng hay gặp đấy. Và có một cái nguyên nhân nữa là mình giật phao nhỏ mẹ đánh với, có nghĩa là ví dụ của phao 12 này đi, đầu cần anh em mình ở đây mà cái lưỡi mình đặt cách cái đầu cần nó ra khoảng 2-3-4-5 mét, thậm chí 6-7 mét ngoài kia, đúng không? Khi anh em mình giật nhá thì quả phao nhỏ này nó sẽ bị chéo các này, đây có hình dung dây anh em kéo nó sẽ bị chéo về hướng người giật đấy, giật phát thì lưỡi nó sẽ chéo về phía người giật đấy, thành ra con cá mà nó ăn cao cách khoảng 20-30 cm đấy, nó đi ở trên cái lưỡi khoảng 20-30 cm mà nó lại là đối diện cái lưỡi mình bên kia, kiểu con cá từ đây nó hút vào này đấy, hoặc từ đây nó đâm vào này, hoặc từ ở bên trái đâm vào, thì anh em mình giật cái lưỡi nó sẽ bị chéo về cái phía người giật mà, thế là nó hụt đấy, không dính đấy, là tình trạng là phao nhỏ đấy. Còn nếu mà anh em đánh quả phao 20 các bạn này, đấy phao này thì bao nhiêu phao to nó khác bọt, nó to nó dài hẳn luôn đấy, thì cái quả phao này nó sẽ giữ được cái lưỡi các bạn, nó giữ được cái lưỡi. Mà khi anh em đánh với, đánh xa cái đầu cần của mình khoảng hàng chục mét thì anh em mình giật đấy,
Lúc đấy ở mình dầm một phát đầu tiên thì lưỡi nó bung mở tới bùn lên thì phải được 20 đến 30 cm là lưỡi nó sẽ lên thẳng các bạn. Bởi vì thằng lục này lưỡi nó phải lên thẳng như này các bạn. Lên thẳng này nó nóng được. Đấy. Nó sẽ hãm được cái lưỡi nó lên thẳng được 20-30 cm thì con cá nào đang bơi ở loanh quanh cái độ cao đấy thì chắc chắn là bắt ngay các bác ạ. Kể cả bơi hướng mặt này, hướng đằng trước này, hướng bên trái, hướng bên phải giật đều dính được cá luôn đấy. Bởi vì sao mà em hay đánh bằng phao 20? Bởi vì em đánh nói chung là đánh lâu năm rồi các bạn, giật bằng cái vỏ phao nhỏ nhỏ nó hay trượt lắm. Mà ngoài tự nhiên thì cá nó hiếm, được một phát này là mình phải rất là thực sự là chắt chiu ấy các bạn. Đấy mà giật phát hụt mất thì ngồi tiếc ngẩn ngơ, có phun quả phao đè rất là đẹp mà giật lại trượt. Nên là em đi toàn nữa ở hai phao 20 em bánh thì cảm giác giật cá một cái đè gần như giật là phát nào ăn phát đấy. Thế các bác có thể xem bao nhiêu video của em đánh độc bằng phao 20 giật hiếm khi trượt lắm anh em ạ, trừ khi con nào nó đi cao thôi. Nên bởi vì sao mà em toàn phải đánh bằng quả phao đấy, mà đánh quả đấy là em thấy là chuẩn nhất đấy. Mấy thứ hai là phao phải bầu dài quá nhá. Đây, phao bầu dài thì đánh nó mới chuẩn. Chứ các bác đừng mua mấy cái quả phao đâu nhỉ? Em lấy con sang quả vừa nãy có đâu nhỉ? Thấy không? Đây, anh em mà chưa quả phao bầu dài giật thì nó mới chuẩn này. Nó nên rất là thẳng luôn. Còn bác đừng chơi quả phao bầu tròn này. Ngày xưa đánh phao bầu tròn này em biết rồi. Nó rất là bênh các bác ạ. Đấy, nó là bênh, nó cảm giác mình giật nó cứ bị vếch vếch kiểu gì, nó không đồng tâm ấy. Các bác nhìn quả phao bầu dài nó khôn hơn hẳn luôn. Đấy, các bác đi mua nữa, đừng chơi mấy quả phao bầu to tròn của này quá nhá. Bầu này mình cho nước là nó kể như là nước mà nó trôi đáy các bác, nước nó chảy đáy, nó không chảy mặt mà nước phao nó cứ bấp bao bênh mà đánh giật không chuẩn. Thế anh em mà chơi quả phao bầu dài này. Nếu anh nhìn nó dài khoảng gần mà. Như này rơi khoảng 15-16 phân đấy. Giật cực kỳ chuẩn luôn. Đấy, có gì nhá, kẻ phao bầu 18, phao bầu 18 bọn em làm vậy. Đây phao em, bọn em tao tự làm các bạn. Phao bầu 18 bọn em làm vậy. Nó rất là dài. Đánh giật chuẩn lắm. Đó là các nguyên nhân mà dẫn đến anh em giật trượt đấy. Đó cũng là các nguyên nhân dẫn đến anh em mình giật trượt. Còn trường hợp mà rất nhiều anh em cũng chơi phao bầu nhỏ. Đấy, những phao bầu rất là nhỏ thì anh em bảo là mày nói thế nào ấy, tao giật vẫn đóng bình thường. Thì trường hợp đóng của nó sẽ như thế này, là cá ăn sát lưỡi các bạn. Con cá nó đang ăn ở sát cái lưỡi của mình thôi. Đấy. Thì kể cả là phao bầu tròn, bầu ngắn hay phao nhỏ giật đều dính hết, mà kể cả không phao các bác ạ. Kể cả không phao mà nó đang ăn ở sát lưỡi các bác, giật kiểu gì nó cũng dính luôn. Đây là, đi sang lưỡi này thì kể cả lưỡi có lên chéo hay là lên như thế nào đó 100% dính luôn, không thể trượt được. Nhưng mà cuộc đời nó không như là mơ anh em ạ. Không con nào mà nó phát nào, không phải phát nào mà nó cũng đi sát lưỡi cả. Đấy, có lúc nó đi cao, có những lúc nó đi bên này bên kia. Đấy, làm sao mà có thể đánh mà mình dẫn nó hiệu quả nhất ấy. Thì anh em mình phải biết nựa phao. Đấy, đánh xa bao nhiêu mét này thì nựa phao cho phù hợp. Đấy, quả phao ấy, phao lục đồ cần nó rất là quan trọng anh em ạ. Phao lục rất là quan trọng. Bởi vì sao mà nó lại to này, xong rồi nó lại dài này, thì nó liên quan đến cái độ chịu tải của lưỡi. Giật làm sao để hãm cái lưỡi nó lên thẳng được ấy thì mới cần đến loại phao to. Còn đâu mà anh em mình đánh mà đánh cá ăn sát lưỡi thì giật kiểu gì cũng đóng. Mẹ đánh vuông góc. Vuông góc là như thế nào? Vuông góc là ví dụ như đầu cần mình đây có này. Đây, đầu cần mình đây, lưỡi thả thẳng thẳng xuống đầu cần mình luôn. Thì mình giật thẳng đứng mà các bác, giật thẳng đứng thì lưỡi nó sẽ lên một mạch thẳng luôn. Thì kể cả quả phao đơn hay phao đài các bác giật đều đóng cả. Bởi vì cái lúc đấy quả phao nó chỉ là mang tính chất là báo hiệu thôi, báo hiệu có cá thôi là mình giật thôi, chứ nó không có tính chất là để hãm cái lưỡi lên thẳng nữa. Nên là giật kiểu gì nó cũng đều đóng cả. Là đánh vuông góc đầu cần. Đấy. Còn nếu mà anh em mình đánh với, gọi là đánh xa đầu gần ấy thì chắc chắn là anh em phải lựa phao đấy. Bản thân em thì nó thật sự các bác là em ít khi đánh phao 12 lắm. Chỉ có trường hợp nào mà em đánh cách đầu gần nó không quá 1 đến 2 mét thì em sẽ đánh phao 12. Còn đâu là 100% em đi câu thì em sẽ đánh phao 20 hết. Bởi vì mình đánh toàn đánh với các bạn. Còn đánh với cần, ví dụ cần có quả em đánh cần 6m3 mà em với nó ra nó rơi khoảng 11 mét
Đấy, đánh với tầm 11 mét thì chắc chắn là phải dùng phao này giật mới có hiệu quả được. Mình đi câu tự nhiên, cái lượng cá nó rất là ít. Mà bây giờ mà đầm một phát mà mình không chắc chiêu thì rất là phí anh em. Đấy, để làm sao mà anh em mình đi câu ấy mà tỷ lệ đóng cá nó cao nhất. Em thì cũng không muốn lên cái video đâu, nhưng mà nhiều anh em mới chơi cứ vào hỏi không biết là cân kiểu gì và làm thế nào để cân phao lục ấy, thì hôm nay mới lên được video này. Đấy, nó rất là đơn giản, nó không không có gì phức tạp đâu anh em nhé. Mà các bác bỏ qua cái khái niệm tì mới bành đi, đánh phao lục các bác nên bỏ qua khái niệm thì rất là đau đầu, không có nào giải thích nó chuẩn được đâu. Đấy, em đánh bao năm nay rồi, thật ra là đánh rất nhiều năm nay rồi, có những phát mà mình cân thấy anh em bảo thế mình cân đúng là cân bành luôn, cá vẫn tì bình thường. Đấy, và về sau này mình đánh 100% đánh tì luôn, có những phát vẫn bành bình thường. Đây em vừa nướt được, thấy cái đây nĩa bành này các bạn. Đấy, anh em bảo đây nĩa bành này thì là con cá nó đi qua mắc vào là phao sẽ bành lên đấy, nhưng mà cái lưỡi này thì đánh cực kỳ là nhanh hỏng các bạn, cái cước nó bé tí này, cực kỳ là mỏng luôn các bạn. Giật đóng vào cá thì nó hay gãy cước, mấy này cặp cá to thì hay bửa cái lưỡi ra này. Đây là cần máy, cái loại này anh em nó đánh cần máy, chứ em mà đánh bằng cần tay nhá, mà cái loại này mà cá khoảng 3 cân thì chắc chắn là một phát là bung mất lưỡi ngay, bởi vì cần tay nó rất là sốc anh em ạ, bò bắt chết luôn đó. Nên là những cái loại lưỡi này không thể chịu được. Đấy, làm sao anh em cứ chơi cái đồ tì nó bền, anh em chơi cái đồ tì có nhìn lưỡi này. Đấy, con nhìn lưỡi này là nó thép rất là tốt và cứng, cước của em toàn là cước 20 hết, gọi rất là cứng, đánh nó mới bền anh em ạ. Đánh bám cá đánh rất là bền, có nhìn chưa, quả lưỡi hạc. Đánh lục thì anh em mình nên đánh ở chỗ nước tĩnh, còn đối với những dòng nước chảy thì lục vẫn đánh được, nhưng mà nó phải dùng cái loại phao khác anh em ạ, phao chế thì mới đánh ở chỗ nước chảy được, bởi vì anh em đánh nước chảy thì phao nó sẽ nghiêng, để nước nó chảy nó cứ nghiêng nó sẽ chìm mất cái cánh. Đấy là phải đánh vào phao chế cơ. Nhưng hôm nào có thời gian thì em sẽ làm cái quả phao ấy, xong rồi quay cho anh em xem. Phải biết nhiều anh em đánh ở chỗ nước chảy mà. Còn đối với đánh lục ấy thì sóng gió thì nó không ảnh hưởng đâu anh em ạ. Kể cả gió bão. Gió bão thì anh em đánh quả này lục, thổi chán thì phao cứ đứng im. Để đánh cánh thì nó là thổi cánh hay to mà nó hay chứa gió ạ. Đây anh em thì đánh những cái cánh hay chứa gió nên là thổi phát thì phao sẽ nghiêng ngả. Lúc đấy anh em chuyển nụ thì đánh thì phao sẽ đứng im luôn. Những quả phao ở chỗ em thì em đều có một cánh và một nụ hết. Đấy, hàng đi đều có một cánh và nụ như này các bạn này. Để anh em mình trường hợp là anh em mình đánh bằng gặp sóng gió thì anh em sẽ đánh nụ, nó rất là tiện. Wow. Đấy, thì nói sơ lược đến đây thì chắc chắn là anh em đều hình dung ra được cái việc cân phao nó như nào và đánh như nào hợp lý. Đó, rất là đơn giản, anh em đừng có cầu kỳ nhé, đừng có nên tra xong rồi nghe anh em nói cân bình cân tỷ kia rất đau đầu, không thể hiểu nổi được. Cứ bản chất thằng lục nó là sao cứ kéo chìm được là có phao là ok, không cần phải quan tâm nhiều cái vấn đề khác. Đấy, còn tín hiệu cá báo đều như nhau hết các bạn, chứ không thể nào mình bảo là cân chuẩn để mà phao cá đè phát thấy ngay, không có đâu các bạn. Đi con cá đi vào ấy, kể cả các bác cân kiểu gì nó vào đè phát đều nhìn thấy ngay, không thể nào mà lệch được. Còn con cá to thì nó có cái đặc điểm lớn nhất con cá to đó là thân hình nó to dài, nên là khi nó đè vào to dài nhá, mà nó đi từ từ chứ không đi nhanh nhá. Nên là anh em nào mà gặp cái trường hợp ấy mà quả phao nó đang như này quá nhá, nó mím từ từ nó tụt xuống này thì chắc chắn anh em ở 90% là con to đấy, bởi vì nó đi vào nó từ từ nó đi, chứ mọi cá con nó đi nhanh lắm, đi qua mà nó tịch phát nó xuống nó nổi lên, cứ tịch phát nổi lên đó. Nhưng mà cũng có trường hợp các bác nhá, cũng có trường hợp mà hôm nay em đánh để cho bác xem đoạn video này. Đóng rồi anh em ơi, ui khỏe to anh em ơi. Ui 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 ui. Đóng rồi anh em ơi, ui khỏe to anh em ơi. Ui 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 ui. Con này to này to anh em ơi. Bỏ ra anh em ơi. Thấy không, cá nó vào kia mất. Bỏ ra. Ui ui, bỏ ra anh em ơi. Còn gì vậy? Ui. Chấm đen anh em ơi. Bự. Đó, anh em có thể thấy không?
cái trường hợp là con cá nó, con chấm đen nó vào rất là khôn luôn, nó ăn sát lưỡi luôn mà cái phao chỉ tịch phát đấy. Cái lúc đấy nó thật với các bác là nó tịch một phát lúc trước rồi, nó tịch một phát rồi xong em không giật. Thế là về sau bảo lúc ấy nó cũng cay lắm rồi, em bảo là 90% là nó là cá con, bây giờ mà mày vào một phát nữa tao giật vỡ mồm luôn, nếu mình trong bụng mình bẩm như thế rồi. Thế vừa nói xong này nó tịch mỗi phát nó cũng lẩy luôn. Thế em đóng một phát, gọi phát đấy là phát đóng bừa các bạn, thế mà dính nó to. Đấy là nhiều con ấy thì nó ăn rất là khôn, kiểu nó đi nó hơi mím mím vào lưỡi này, cái cảm giác nó chạm một cái, nó động một cái là nó lại ra ngay, chứ không đi thẳng vào, rất là khôn. Đấy là con đấy là con đang ăn mồi mà ăn cực kỳ là sát lưỡi luôn đấy các bạn ạ. Lần đầu tiên là em đóng quả phao đều, gọi là quả đè đè rất là đều, thì gặp con đấy là con to. Nhưng còn đa phần ấy là những con 3-4 cơn nó đi vào là phao đều lún rất là đẹp, từ cái này xuống luôn, không có trường hợp nào nháy nháy đâu. Còn loại nháy nháy thì đa phần nó là cá con. Rồi video của em đến đây là kết thúc các bác nhá. Thì có những cái thắc mắc gì mà các bác không hiểu thì các bác cứ bình luận ở phía bên dưới, thì lúc nào có thời gian rỗi em sẽ tổng hợp lại những câu hỏi của anh em và sẽ lên video giải thích những thắc mắc đó. Em thì đi làm suốt không nhiều thời gian đâu anh em. Đây, bây giờ đang là 12:42. Nhớ vào, nói chung là cái video này cũng muốn lên lâu rồi anh em ạ. Rất nhiều anh em hỏi rồi, từ năm ngoái bây giờ cơ, chứ không phải là đợt gần đây đâu. Thế là thôi quyết tâm là hôm nay dù muộn đến mấy thì cũng nên cho anh em một cái video để làm sao mà anh em mình biết cái cách cân chỉnh phao cho nó chuẩn, chọn phao cho nó hợp lý, để mình đi câu sao nó được hiệu quả nhất. Còn những cái thắc mắc gì mà anh em muốn em chia sẻ giải đáp ấy thì anh em có thể là để bình luận ở phía bên dưới. Đấy, có điều kiện thì anh em sẽ làm những video để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình này, tới nhiều anh em hơn. Rồi, video của em đến đây kết thúc các bác nhá. Chúc anh em sao câu thật nhiều cá nhá. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui. Vào rồi các bác ơi. Con này to. Ui, con này to anh em ơi. Ui. Ui đi vậy. Ui, chim chim cụ anh em ơi. Ui, cần. Wow. Về anh em ơi. Mày có chưa? Ui, vật anh em ơi. Con này phải vật. Rút. À chà, con này bự quá này. Chà, con này to lắm. Ui dồi. Ui dồi, con này to chưa anh em ơi. Nằm biên. Kéo phê thế. Anh em có nhìn rõ không? 3,5 cân các bạn ạ. 3,5 cân. Khiếp thật, chỉ 3,5 cân. Con này. Cái gì đây anh em ơi? 3,5 cân. Các bác nhìn nó to hơn cả cái mặt của em. Con này kiểu người của nó mỏng các bạn. Ghê thật. To thế. Vào chuồng. Đây rồi. Ai à. Đây rồi. Ai à. Ủa. Ủa này to nha, nó vào cọc. Ây da. Bự. Đây rồi anh em ơi. Wow, trôi. Bự. Vâng, mỏng bố đi. Chạy đâu em ơi. Hai mươi h 4,5 m bo nổi trong vòng khoảng 30 giây anh em ạ. Nhìn phê không? Đây rồi anh em ơi. Mày ấy già nặng một chim nữa anh em này. Phê. Chim to anh em ơi. Mày nhấp này cẩu luôn. Ui còn hồng hào thế. Tuyệt vời. Ui tuyệt vời anh em ơi, con chim to chứ các bác ơi. Phê.
gỡ gỡ. Không dậy, không dậy.